À, cái chỗ kia là cái chỗ Marine Corps đó. Có khách đó hả? Impressive chỗ này nè, tôi muốn chụp với cái này nè, muốn chụp với cái Chở cái túi này, khi nào muốn ăn thì ăn này. Coi giữa nó cũng đẹp này. Ê, cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây? Không biết đâu. Cái thằng nào nó quên cái gì đây này? Chụp chưa? Cái nhà trên kia đó, cái nhà trên cùng kia đó, ngày xưa là của cái ông tướng, cái ông gì nè, quên cha tên rồi. Lâm Phăng gì hả? Không phải ông Lâm Phăng, ông Ly đó, nhà ông Ly đó. Ông Ly hả? Ủa nhà Ly? Của ông Ly đó, wow. Ngày xưa đó. Cần Confederate General đó biết không? Oh yeah. Thế lúc mà đánh nhau xong cuối cuối sắp 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 hết đánh nhau thì lúc đó mới cái người mà lính Union nhân đó, cái ông mà ông Vân chiếm cái chỗ này, thế này chỗ này này, ông muốn quỳ mai cho mà cái già nhà của ông không, Ly là mẹ bao nhiêu thằng chết đây biết không? Cái này vô được không? Vô đây thì cuối là vô, tao chưa bao giờ tao vô đây. Cái kia là cục chính rồi, cục chính quay thử chụp mấy tấm ở ngoài mà thôi, được rồi.